Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Xót xa cổng trường sập đè ba học sinh tử vong ở Lào Cai. Cư dân mạng vô cùng xót xa trước thông tin một cổng trường mầm non ở Lào Cai sập đè chết ba học sinh. Vào chiều ngày 7 tháng 9, cách đây ít phút, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một số em bé nằm bất động trước cổng một trường học. Theo người đăng tải hình ảnh, đây là vụ cổng trường sập đổ ở một trường mầm non tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, khiến ba cháu bé thương vong. Theo pháp luật và bạn đọc, sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 13:30 chiều ngày 7 tháng 9 tại cổng trường mầm non Khánh Thượng, phân hiệu Bản Phùng, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Trâm, bí thư xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn xác nhận có sự việc cổng trường đổ sập, hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân. Theo cơ quan chức năng, huyện Văn Bàn có 3 cháu nhỏ đã tử vong. Sau khi khám nghiệm tử thi xong thì cơ quan chức năng sẽ bàn giao thi thể cho gia đình đưa về an táng theo phong tục địa phương. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã xuống hiện trường, công an tỉnh Lào Cai cũng đang vào cuộc điều tra, vị lãnh đạo này nói. Một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, ngoài 3 học sinh tử vong, 3 bé khác cũng bị thương, đang được cấp cứu gấp trong bệnh viện. Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn cho biết 3 học sinh kể trên gồm một trẻ mầm non và 2 học sinh lớp 1. Giờ học của trường bắt đầu vào lúc 14 giờ nhưng 2 học sinh tiểu học đến trường sớm hơn quy định. Khi giờ học chưa bắt đầu, không may cổng trường bất ngờ đổ sập, đè lên 3 em, cả 3 đã tử vong ngay tại chỗ. Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn thông tin về chất lượng, cổng trường phân hiệu Bản Phùng là cổng sắt cao khoảng 2 mét. Thời điểm xảy ra vụ việc, các giáo viên của trường đang trong giờ nghỉ trưa. Cách đây 2 năm, tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai cũng xảy ra vụ sập cổng trường đè chết 2 học sinh. Cụ thể khoảng 12 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2018, một số học sinh đang nô đùa thì cổng trường bất ngờ đổ khiến 2 cháu học sinh lớp 2 tử vong tại chỗ. Một học sinh khác bị thương vẫn đang phải nằm viện điều trị tại bệnh viện. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.